Rồi, mình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bản ngọc của vị tướng trợ thủ. Đó là vị tướng Kages. Đây là một vị tướng chơi thì bảo kê rất là tốt nha mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến tất cả mọi người luôn. Thì vị tướng này mình sẽ lên ngọc như sau. Thì là nói đầu tiên cho phép mình xin mọi người một lượt like, một lượt đăng ký kênh để mình có thêm cái nhiều động lực tạo ra thêm nhiều cái video để gửi đến tất cả mọi người nha. Rồi, sau đây mình sẽ đi dọc bán ngọc. Thì đối với 10 viên ngọc đỏ mọi người, mình sẽ lên là cái phần là giáp 2,3, máu tối đa là 33,7, tốc đánh là 1%. Mọi người hãy lên cho mình là 10 viên nha, 10 viên luôn. Tiếp theo là 10 viên ngọc tím. 10 viên ngọc tím thì mọi người hãy lên cho mình là máu tối đa là 75 nha. Máu tối đa là 75. Còn 10 viên ngọc lục á, mình sẽ lên giảm mà chưa là 1%. Đó, 10 viên. Khi lên xong thì nó có giáp 23 nè, máu tối đa là 1087, tốc đánh là 10%, giảm mà chưa là 10%. Sau đây mình sẽ tháo ra mình gắn lại cho mọi người xem dễ hiểu nha. Đây, thì đối với 10 viên ngọc đỏ đó, mọi người hãy lên cho mình là tốc đánh là 1%, máu tối đa là 33,7 nha. Đó, giá 2,3. Tiếp theo là 10 viên ngọc tím, mọi người hãy lên cho mình là máu tối đa. Đây, máu tối đa 75 nha. 10 viên luôn. Tiếp theo là 10 viên ngọc lục, mình sẽ lên là đâu rồi, giá mà chiêu đây đây, giá mà chiêu 1%, 10 viên nha. Thì ở đây mình có nguyên cái bản ngọc 3 full luôn, tất cả các tướng luôn, nên là mình sẽ gắn hết tất cả các ngọc cho hết 110 mấy vị tướng trong Liên Quân đến tất cả mọi người nha. Mọi người nhớ like đăng ký kênh để theo dõi các video gắn ngọc của các vị tướng trong Liên Quân nha. Thì đây là cái phần bản ngọc mình chia sẻ đến mọi người. Thì cái bản ngọc này là bản ngọc rất là chuẩn nha mọi người, tại vì bản ngọc này chơi thì rất là ok. Trước khi mình chia sẻ mọi người thì mình đã test cái vị tướng này và mình chơi rất là nhiều rồi. Rồi, trước khi mình đi vào cái phần trang bị và cái phù hiệu quá chia sẻ với mọi người, thì mình cũng xin nói sơ qua một số cái điểm mạnh, điểm yếu và cái cách chơi của vị tướng này để mọi người chơi tốt hơn nha. Thì thứ nhất về cái điểm mạnh đó, đó chính là cái điểm mạnh đầu tiên là cái khả năng chống chịu là của vị tướng này cực kỳ là tốt nha mọi người. Và cái lượng sát thương thì đòn đánh tay và cái kỹ năng rất là cao. Thì đó là cái điểm mạnh nha mọi người. Còn về điểm yếu á, thì thứ nhất đó là thiếu cơ động nha mọi người. Đó là thiếu cơ động nha. Và cái thời gian hồi chiêu của vị tướng này thì nó hơi là lâu. Đó là cái điểm yếu của vị tướng này nha. Còn tướng đồng minh của vị tướng này á, thì mọi người hãy lưu ý cho mình nha. Đó là vị tướng Kigot, Điểu Bố và Triệu Dân nha. Ba vị tướng này đồng minh rất là tốt. Còn khắc chế đó chính là vị tướng Hayate, Omen và Yon nha. Đó là ba vị tướng khắc chế nha. Rồi, sau đây mình sẽ đi vào cái phần trang bị nha. Trang bị nè. Rồi mình trang bị nha. Mình lựa tướng Kigot. Nhiều tướng quá. Đây. Kigot đâu rồi? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái phần trang bị của vị tướng Kigot. Thì đầu tiên á, mọi người hãy lên cho mình là cái này nè. Cái áo tròn nha mọi người. Đây. Rồi, món thứ hai là dạy kiên cường. Món thứ ba là cái áo tròn thằng ga nè. Cái tròn thằng ga rồi, xóa ghi mọi người nha. Món thứ ba chính là cái áo xanh, chính là cái áo tròn băng giá. Thứ tư chính là cái khiên huyền thoại. Thứ năm là quy nhân trôi. Cuối cùng là cái giáp cổ nha mọi người. Đây là cái phần trang bị mà rất là phổ biến khi mà mình chơi thì rất là tốt. Nhưng mà cũng có một số trường hợp mọi người lên một cái trang bị nó khác như gì đây nha mọi người. Chứ không phải nhất thiết là mình lên trang bị gì đây như cái giày kiên cường này nè. Nhằm trận đấu mình cũng không lên giày kiên cường mà mình lên giày hậu vệ nha. Nói chung là cũng tùy theo trận đấu mà mình lên, nhưng mà cái trang bị này là tốt nhất nha mọi người. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần phù hiệu của vị tướng này nha. Đổi tướng. Đây, phù hiệu mình đã chọn sẵn để gửi đến tất cả mọi người nè. Đây là cái phù hiệu của vị tướng này nha mọi người. Phù hiệu của Kages. Phù hiệu này mình sẽ chọn cái là phòng ngự nha.
Thì để chọn được các phần ngữ này, đầu tiên mọi người hãy chọn cho mình cái viên đá đầu tiên ở trên cao. Tiếp theo chọn các phần ngữ ở trên cao. Tiếp theo mình sẽ chọn các phần ngữ là cái lượng máu ở trên luôn nha. Tiếp theo là cuối cùng là mình chọn cái phần ngữ ở giữa. Còn ở dưới á, thì mọi người hãy chọn viên đá màu xanh ở thứ ba. Tiếp theo là chọn cái giảm hồi ở trên. Và tiếp theo là chọn cái màu đỏ ở giữa nha. Và cuối cùng sẽ ra cái hồi phục. Đây là cái phù hiệu đó mọi người. Và nãy giờ mình chia sẻ cái phần trang bị nè, cái ngọc nè, cái phù hiệu nè. Nói chung là cái phần này trang bị ngọc phù hiệu của vị tướng này chơi rất là ok nha. Rồi tiếp theo trước khi mình kết thúc video, mình sẽ nói sơ qua cái cách chơi của vị tướng này cho mọi người chơi cho dễ hơn nha. Thì cách chơi vị tướng này thì về giai đoạn đầu game thì cái lợi thế của vị tướng này là nó là trâu, nên là lợi thế đầu game là nên là tấn công để ép cái của vị tướng địch nha. Nói chung là mình lấn áp á, mình chơi lấn áp hơn nha. Đó là giai đoạn đầu game. Còn giai đoạn giữa game á là cái lúc mà cái trận đấu mà khi mà giao tranh nhỏ lẻ bạn, thì vị tướng này phải nhảy vô trước đầu tiên nha mọi người. Và đặc biệt là có một cái chiêu là hồi chiêu cuối đó, mọi người, chiêu cuối mà thành con bịch tuột á, rất là ok. Rồi về cuối game á thì phải bảo kê vị tướng xạ thủ nha mọi người, đặc biệt là xạ thủ và pháp sư á, nói chung là phải bảo kê thật là tốt nha. Thì các bạn chia sẻ về bản ngọc của vị tướng Guest đây là hết. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nha. Mọi người nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.